nhớ lịch như thế để mọi người mọi người theo dõi nhé chúng ta hôm trước đang ở trang 415 này ừ. Cái gì nhỉ? Ờ, hôm đấy đang đọc đến đâu nhỉ? À, rồi tức là đang chuẩn bị kỷ luật Harry với lại cái thằng George bởi vì là đã đấm thằng Malfoy đúng không? đã Innova với thằng Malfoy và cái bà uh, Umbridge, tức là cái bà kiểu giống con giống con cóc ấy, mặc bộ màu hồng ấy bà ấy can thiệp, đấy, bà ấy đang kiểu bỏ phạt bọn này nặng vào, rồi chúng ta sẽ có này, ở đúng rồi, well just set umbridge still smiling, as a matter of fact, manoever, it was you who made me who made me see what we needed a further amendment, đúng rồi đấy, ờ thì đúng rồi đấy, bà umbridge nói và vẫn vẫn đang mỉm cười, theo như một cái thực tế thì manoever này chính là bà người mà đã khiến cho tôi có thể nhìn ra được rằng chúng ta cần có một cái sự chỉnh sửa hơn nữa với lại cái bộ luật này, cái điều luật này. Khi mà nó dùng as a matter of fact, đó là từ thực tế mà nói, đó là từ thực tế mà nói, nha các bạn cứ đi theo cái cái cụm đấy, từ thực tế mà nói. Amend, đó là cái từ nó gọi là gắn lại, chỉnh sửa lại. Và nếu amendment tức là kiểu như sự chỉnh sửa về bộ luật Nha, khi mà liên quan đến cơ chế xong rồi là chính sách ví dụ á gần đây đúng không các bạn nào mà theo dõi về giới IELTS thì biết chắc là thông tin chính phủ ấy nó có một cái sự quay xe 56 cái bằng IELTS nó lại được chấp nhận rồi các bạn ạ Đấy, nó lại được chấp nhận rồi chắc là có kiểu như can thiệp đúng không nó có một cái từ như thế này nha nó gọi là pull some strings các bạn mà biết về IELTS đúng không thì biết rằng là gần đây nó có một cái sự kiện đó là Mấy cái bằng 56.000 hơn 56 000 bằng IELTS không được chấp nhận đúng không Nhưng mà sau đó chính phủ lại quay xe Đấy, Lại quay xe bảo là ok bây giờ chấp nhận rồi Pull some strings Nó là giật dây nhá Nó coi là kiểu lợi dụng quan hệ hay là kiểu lợi dụng những cái um, Nội bộ ấy để mà có thể đạt được mục đích Pull some strings rồi amend thì đó chỉnh sửa amendment tức là chỉnh sửa về bộ luật này cũng như là chính sách cơ chế này. <laughs> you remember how you overrode me when I was unwilling to allow the Gryffindor Quidditch team to reform. Bà có nhớ rằng là bà bà đã chế hãm tôi ấy khi mà khi mà tôi từ từ tôi không có đồng thuận chấp nhận cho cái đội Gryffindor để có thể tái lập Đấy, bạn có nhớ cái điều đấy không? Rồi cái từ override nha, override. <laughs> override thì khi mà mình write người... <laughs> khi mà mình write người ta đúng không? Có phải là kiểu đè đầu cưỡi cổ đúng không? Đấy mà nếu mà override người ta tức là kiểu hãm người ta xuống, chế ngự người ta, không cho người ta ngóc lên thì đấy gọi là override. Chế ngự này, ờ, chiếm hãm này, xong rồi thậm chí còn có nghĩa là lạm quyền với ai nữa. Rồi, đúng rồi bởi vì cái đấy thì thì, thì nó phải gọi là xem xem là lý do là gì cơ chứ còn chúng ta không có bàn kỹ đến nó nhá I was unwilling tức là kiểu tôi không sẵn sàng tôi không có một cái sự nó gọi là uh, hoàn toàn chủ ý ở đây rồi allow này cho phép cái đấy để reform reform tức là tái lập lại cái đội hình nhé tái lập lại đội hình right. Rồi, how you took the case to Dumbledore Who insisted that the team be allowed to play Bà có nhớ về cái việc mà bà đã đưa cái vụ việc này tới thầy Dumbledore Người mà đã khăng khăng rằng là đội Gryffindor Được cho phép để mà chơi trong cái giải Quidditch này yeah. Insist, tức là khăng khăng một cái điều gì đó phải xảy ra Cấu trúc này được gọi là thức giả định yeah. Subjunctive uh, clause Đó, thức giả định Đấy khăng khăng nhất quyết rằng là đội được cho phép là chơi. Ở thì bây giờ tôi không thể nào I couldn't have that. Có nghĩa là kiểu tôi không để điều đấy xảy ra được. Tôi đã liên hệ với lại bộ trưởng ngay lập tức này và ông ta khá là đồng ý với tôi rằng là cái vai trò người thẩm tra tối cao cần phải có quyền lực để có thể uh, loại bỏ đi của học sinh tất cả những đặc quyền mà người ta có đấy. Chúng ta sẽ có này đó là couldn't have that Tức là không thể nào để cái điều đấy nó xảy ra nhé Rồi contact dùng dạng động từ đúng không Tức là kiểu liên lạc với ai đó At once immediately Ngay lập tức này In, um, Inquisitor Có nghĩa là cái người mà nó đưa ra cái inqu inquiry đấy, Đưa ra cái sự tra hỏi Đưa ra cái sự thẩm vấn Đấy là tra vấn Thế thì đây có nghĩa là cái người thẩm tra rồi strip đó là lột bỏ, thường gọi là lột cái đồ bên ngoài ấy, nhưng mà nếu mà kiểu như dùng ở dạng ẩn dụ nhá, tức là tước bỏ đi của ai đó cái gì. Cái privileges, tức là những cái đặc quyền thôi. Còn people đúng không? Tức là học sinh rồi. Reform, reform còn có nghĩa là cải tổ nữa cơ. Ví dụ cái cơ chế bộ máy ấy, xong rồi là nó cần có một cái reform, thì tức là một cái sự cải tổ, thay đổi toàn bộ bộ máy chính quyền Đấy nhá các cái vị trí của nó. Or she, that is to say, I, I would have less authority than common teachers. Cái điều này để mà nói rằng tôi sẽ có ít quyền lực hơn những cái giáo viên thông thường ở trong trường. Rồi, authority nó khá là bằng cái từ power trong cái vai trò về quyền lực nhé, điều hành các thứ. And you see now, don't you, Maneuver how right I was in attempting to stop the green door team reforming. Và bây giờ thì bà thấy rồi đấy tôi đúng như thế nào trong cái việc là đã cố gắng để mà ngăn chặn cái đội Gryffindor khỏi cái việc đó là tái thành lập này tôi đã đúng như thế nào how right I was cái lúc đấy đúng không? Tôi đúng như thế nào trong attempting tức là in attempting, attempt to do something, cố gắng làm việc gì đó right. dreadful tempers, anyway I was reading out our, um, our I was reading our, our our amendment. Hem hem. Quả là những cái thái độ nó vô cùng là um, đáng hoảng loạn, no những thái độ mà nó vô cùng là um, đáng hoang mang. Đấy. Thôi dù sao đi nữa thì tôi đang đọc ra cái bản chỉnh sửa của chúng ta đây nhé. Yeah cái từ dreadful ấy thì tức là kiểu mình dread một thứ gì đó mình hoang mang mình nghĩ tới nó thôi là đã kiểu như cảm giác nó tối sầm mặt mày rồi thì đấy gọi là dread something và dreadful đúng không đầy sự hoang mang đem lại cho chúng ta những cái sự gọi là bất an temper tức là thái độ nhá nó giống từ attitude ấy. nó nói đến là thằng Harry với lại thằng George nó đã quá là giận dữ xong rồi nó đi đấm nhau rồi yeah. the High Inquisitor will, will henceforth Uh, has supreme authority over all punishments, sanctions and removal of privileges pertaining to the students of Hogwarts and the power to alter such punishments, sanctions or removals of privileges. Cái người thẩm tra tối cao. Từ đây, từ thời điểm này sẽ có cái quyền lực tối cao đối với lại tất cả những hình phạt và uh, từ từ hình phạt này hình phạt này hình phạt này tự nhiên mình quên mất cái từ sanction nó là gì nhỉ mình dùng nhiều thay thế cho từ punishment vô nhiều lắm ơ ờ, nó là một cái từ gì mà dịch ra trong tiếng việt đấy nó không phải thông qua mà không phải thông qua nếu như mà nó nói đến nhá bây giờ này trong lớp cần có sanctions nhất định để mà có thể giữ được trật tự của lớp đấy là một nghĩa của nó thôi các bạn các bạn mà dùng cái từ sanction này nó có hai ý nghĩa chính đầu tiên đó là như các bạn nói đấy nó sẽ là những cái sự thông qua những cái sự mà kiểu được chấp nhận đúng không được ok tuy nhiên còn cái nữa đó là hình thức kỷ luật đó. hình thức gọi là là là, là cơ chế Sao tự nhiên mình tự nhiên mình quên ấy. nhiều khi não cá vàng nó hơi bị kỳ cục như thế các bạn ạ trong chính phủ thì nó ban ra những cái thứ gì nhỉ sắc sắc lệnh à không mình dùng một cái từ mà nó vô cùng là chính xác giống gian đe lệnh trừng phạt <laughs> mình chính phủ ban ra những cái chính phủ ban ra những cái sắc lệnh ở à, có thể coi như cái từ sắc lệnh đi Xem nào. chắc là tí nữa mình sẽ nhớ ra các bạn ạ. cái từ đấy tiếng việt nó dịch hay lắm, cái tiếng việt nó có cái từ nó gọi là là, là um... không bật ra được cơ nhưng mà sanction nhá nó có thể coi như đồng nghĩa từ punishment khi mà nói đến kiểu như là à những cái biện pháp người ta dùng để mà Răn um, đe này để mà xử phạt kỷ luật ai đó thì gọi là sanctions right. đúng rồi Cảm ơn cái bạn ZZ Đấy nó phải là làm luật hoặc là kiểu làm trong chính phủ Thì nó biết biết cái từ này đó là từ chế tài Chính xác Đó từ chế tài đó, Chế tài Đúng rồi phải làm trong chính phủ này Hoặc là kiểu làm những cái bộ máy quản lý Thì mới biết cái từ này đó là từ chế tài nha Sanctions right. Remove đó là loại bỏ đúng không Hay là kiểu như gỡ bỏ một thứ gì đó vào đây này Nó dùng một dạng danh từ này Gỡ bỏ tất cả những cái quyền lợi Mà liên quan tới học sinh của Hogwarts pertain, pertain từ này dùng trong luật, nó có nghĩa là kiểu như có liên đới tới hoặc là có liên quan tới. Rồi học sinh của Hogwarts này và cái quyền lực để mà có thể chỉnh sửa, thay đổi những cái hình phạt, chế tài và sự loại bỏ quyền lợi đó. Uh, as may have been ordered by other staff members, theo như cái thứ mà nó có thể đã được ordered đã được yêu cầu bởi những cái thành viên khác trong tổ giáo viên yeah. pertain thường từ này này nó dùng theo cái ngành luật á có nghĩa là có liên đới đúng không đúng theo kiểu ngôn ngữ ngành luật luôn nhưng mà dịch ra theo cái nghĩa phổ biến nghĩa chung chung hơn đấy thì nó có nghĩa là có liên quan đấy mà đấy. rồi tiếp theo staff members nhá các bạn muốn dùng kiểu dạng số nhiều ấy, thì nó phải là staff members không có dạng gọi là staff có s đâu đó, nhưng mà lại có dạng a staff. Đấy. Đố các bạn biết a staff là cái gì? A staff là cái gì? Được chưa? A staff là cái gì? Nó không có s nha, nó không có s, không bao giờ dùng s nhưng lại có thể sử dụng a được. Rồi signed a uh, Cornelius Fudge, Minister Magic Order Merlin First Class, etc, etc. đã được ký, đó là ông Fudge Bộ trưởng Bộ Pháp thuật này ông ấy đã đạt gọi là huy hiệu Merlin cái cấp bậc thứ nhất và vân vân và vân vân. A staff là cái gì? Right, a staff là cái gì? Uh, she rolled up the parchment and put it back into her handbag, still smiling. Bà ta cuộn cái tờ giấy da đang cầm và sau đó thì đưa nó trở lại bên trong cái túi sách tay của mình vẫn đang mỉm cười. Right, mỉm cười. <laughs> không tôi đang hỏi liên quan đến cái gọi là staff member này cơ mà còn tất nhiên rồi ở chơi game thì biết là staff nó có nghĩa là cái quyền trưởng nó nó không mình đang bảo là liên quan đến nhân viên liên quan đến gọi là nhân viên trong một tổ chức ấy thì ở staff nhá nó là một đội nhân viên ở staff đó là một đội nhân viên không phải nhân viên nó là một đội nhân viên tức là nó bao gồm cả cái tập hợp luôn đấy cái nhóm luôn đấy được a staff đấy right? thì đấy nó dùng như vậy còn nếu mà các bạn muốn nói rằng là một nhân viên ấy, thì nó là a staff member mình không có s được chưa right. thế cho nên nó mới có những cái từ như kiểu là understaffed coi là kiểu thiếu người understaffed thiếu người đúng không overstaffed tức là thừa người thế thôi staffed mm. so I really think I will have to ban to ban these two from playing quidditch ever again uh, ever again she said looking from harry to george and back again Rồi thế cho nên tôi nghĩ rằng là tôi sẽ cần phải cấm hai cái cá nhân này khỏi cái việc đó là chơi quidditch một lần nữa. Đấy, bà ta nói này, nhìn từ Harry sang George và sau đó thì nhìn ngược trở lại theo cái thứ tự vừa rồi. Cán bộ á? À? Không. Nhớ nhá, a staff đó là một đội nhân viên nó nói đến toàn bộ cái lực lượng nhân viên ở trong một tổ chức ấy rồi. Harry felt the snitch fluttering madly in his hand banners. Uh, he said and his voice sounded strangely distant from playing ever again. Harry cảm giác được cái quả snitch nó đang um, cựa quậy một cách rất là dữ dội trong tay của mình. Flutter đúng ra nó nói đến kiểu như lông xong rồi là bụi cây ấy, khi mà nó rung rinh ấy. Nhưng mà bởi vì cái quả Snitch nó có cánh Thế cho nên là nó đang cựa quậy đúng không? Nó đang vùng vậy Cấm bọn em á à? Cậu ấy nói Và cái giọng giọng nói của cậu ấy nghe nó xa lạ một cách rất là Từ từ Nghe nó xa xôi một cách lạ lùng Rồi chúng ta có distant đúng không? Tức là kiểu cảm giác nó hơi xa Nó không hề có cái sự thân mật ở đây Đúng rồi đấy cậu Porter Tôi nghĩ rằng là một cái lệnh cấm cả đời Uh, nó sẽ có hiệu nó nó sẽ hiệu quả ở đây đấy rồi do the trick tức là cái thứ gì nó nó đem lại hiệu quả này nó có hiệu lực này hoặc là nó sẽ giúp cho mình đạt được một cái mục đích đấy Đó, ví dụ bây giờ mình uh, đang đói muốn đi ăn không có tiền thì sẽ gọi là bảo rằng là ở một trăm nghìn đúng không sẽ do the trick có nghĩa ở uh, nó sẽ gọi là giúp cho mình có thể ăn được một một bữa no ví dụ thế A lifelong band tức là kiểu một cái lệnh cấm nó kéo dài cả đời nha nụ cười của bà ta thì mở rộng ra hơn nữa xa hơn nữa khi mà bé nhìn này cậu ấy đang chật vật trong cái việc có thể hiểu được cái thứ mà bé vừa mới nói Đấy, rồi still further nha tức là kiểu mỉm cười nó còn rộng hơn so với lại cái mức độ vừa nãy bà ta cười comprehend tức là kiểu understand something completely cái gì đều formal là sao em không, cái này là trong văn nói Đó, nó, nó giống như ở, It should work uh, It should work, có nghĩa là Ừ, nó có hiệu quả đấy Đó, nó sẽ hoạt động được đấy Cái này trong văn nói thôi Văn viết không dùng được đâu Comprehend, tức là hi hiểu hoàn toàn Rồi, you and Mr. Weasley here And I think to be safe This young man's twin Ought to be stopped too Ờ, uh, và để an toàn thì tôi nghĩ rằng là Cái người em song sinh của Anh chàng này ấy cũng nên bị cấm Cứ từ ought to nó bằng từ should nha Rồi uh, Nếu như một đồng đội này, Nếu như đồng đội của cậu ấy Không có cảm Không có hãm cậu ấy lại Thì tôi cảm thấy chắc chắn rằng cậu ta Đã sẽ tấn công uh, Cậu trẻ Malfoy Tương tự như người Anh của mình Restrain đúng không Có nghĩa là kiểu như hãm lại, giữ lại, cưỡng lại Cưỡng chế lại Would have, có nghĩa là giả định một điều không thật trong quá khứ đúng ra là trong quá khứ thằng này nó không attacked nhưng mà đây là giả định cái điều đấy thì nó would have attacked thế thôi. Uh, I will want, I will want their broomsticks confiscated, of course. Tôi sẽ muốn chổi bay của họ bị tịch thu tất nhiên rồi. Văn nói không y idiom vào. Ok, văn nói có, còn văn viết thì có dùng idiom được nhưng mà nó phải là những idiom mà nó không um, thiệu nó nó không gọi là sỗ sàng đấy, đấy tức là vẫn có những idiom điểm mà nó đánh giá ở mức thông thường nhé, dùng được trong writing miễn là nó không informal quá. confiscate tức là tịch thu, Đó, confiscate là tịch thu. rồi, okay, I shall uh, I shall keep them safely in my office to make sure there's no infringement uh, infringement of my ban Uh, tôi sẽ giữ những cái chổi này một cách an toàn ở trong văn phòng của tôi để mà đảm bảo rằng không có bất cứ một cái sự um, uh, phá luật nào đấy, trong cái lệnh cấm của mình. Infringement, infringement đó có nghĩa là kiểu như cái sự phá nhé, cái sự phá thường ấy nó nó nói đến những cái thứ mà nó không thực sự quá là um, những cái sắc lệnh mà nó không quá là nghiêm trọng thì nó dùng từ infringement này, đấy là vi phạm, đúng rồi. Còn nếu mà những cái sắc lệnh mà nó nghiêm trọng hơn á thì nó có những từ cao hơn cơ, những từ mà nó nặng hơn cơ. But I am not unreasonable, Professor McGonagall. She continued, uh, turning back to Professor McGonagall, này, who was now standing as still as though carved, uh, carved from ice, carved from ice. Nhưng mà tôi không phải là một người, tôi không phải là một người vô lý ở đây đâu, giáo sư McGonagall phủ định của phủ định đúng không? Tức là bản thân bà ấy đang tự nhận rằng là tôi reasonable. À, tôi là một người biết phải trái. Bà ta tiếp tục nói này, quay lưng lại về phía giáo sư McGonagall, người mà bây giờ đang đứng trong một cái trạng thái tĩnh như thể là được khắc ra từ đá lạnh. Rồi carved, nha, có nghĩa là kiểu được khắc ra, được gọi là chạm trổ, đúng không? Được gọi là đúc ra, được khắc ra, nạm ra, staring at her Ô oh, nhưng mà từ cough out nhá Nó lại hay lắm các bạn ạ Cough out thường đi với thời gian Thì nó coi là tranh thủ được một cái khoảng thời gian nhất định Đấy, Cough out sometime From my busy schedule to do something Được không? Đấy. Một cái khoảng thời gian nào đấy Nhớ nhá, đi với thời gian Đó, có nghĩa là kiểu như mình có thể khoét được đúng không một cái vùng một cái khoảng thời gian nhất định trong cái lịch trình hàng ngày của mình nó đi với thời gian nhé rồi still tức là tính từ đấy nó nói đến cái trạng thái là không có chuyển động Emo cái gì nhỉ uh, nó 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 có thể coi như là motionless đúng không motionless right. còn emotionless thì có nghĩa là kiểu không cảm xúc rồi now the rest of the team can continue playing i saw no signs of violence from any of them well good afternoon to you And with a look of the utmost satisfaction, Umbridge left the room, leaving a horrified silence in her wake. Phần còn lại trong đội thì vẫn có thể tiếp tục chơi. Tôi không nhìn thấy bất cứ một cái dấu hiệu nào trong... Um, dấu hiệu nào của bạo lực đến từ bất cứ người nào trong số họ. Đó, dấu hiệu này. Uh, thôi thì... Uh, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ này. Và với một cái nhìn mà thể hiện sự thỏa mãn Tận cùng của bà ấy thì bà Umbridge đã rời căn phòng Để lại một cái sự im lặng mà nó vô cùng kinh hoàng uh... Phía sau bà ta Rồi utmost thường nó nói đến cái phạm vi nó gọi là sâu nhất nhá đấy, Cao nhất đúng không? Sâu nhất Nếu mà đi với cảm xúc thì đó là cái trạng thái mà nó gọi là tột độ Đó tột độ cảm xúc Rồi in her wake đó là một cái cụm C2 Nó giống như kiểu là sau khi mà cái thứ đấy nó diễn ra thì cái dư chấn của nó để lại đúng không hay là kiểu như cái 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 cái, cái um, thời gian này cái không gian này cũng như là cái hiệu ứng mà nó để lại in her wake, nhá right? yeah, sau khi mà nó diễn ra rồi đằng sau ấy. Bend set Angelina in a hollow voice, late that evening in the common room, Bend, no seeker and no beaters. What on earth are we going to do? cái gì bị cấm á, à, Angelina nói trong một cái giọng nói nó trống rỗng này, à, hốc hác hoặc là kiểu như có thể coi như là bị rỗng ở bên trong, hollow, đó, bị rỗng ở bên trong, cái má ấy, mà nó kiểu như là gầy quá, nghiện quá, đúng không? thì lúc đấy nó cũng có thể coi như là hollow đấy nhá, hollow cheek. Right. vào muộn buổi tối hôm đó trong phòng sinh hoạt chung này bị cấm, á, không có người truy, cái người tầm thủ này và cũng không có người tấn thủ này Chúng ta sẽ phải làm cái quái gì đây? Shallow thì nó là nông Hollow thì nó là rỗng đó, nông nó khác rộng để cho nông tức là kiểu như nó cái cái nước đấy nó không có nó chỉ gọi là chơi vơi ở phía bên trên thôi đúng không mình dẫm vào cái là mình có thể trượt ngay vậy rồi shallow còn có nghĩa là kiểu như một người nó hơi ngu đấy. một người nó hơi kiểu như đầu óc nó hơi hơi nông ấy, nông cạn ấy. So it did not feel as though they had won the match at all. Everywhere Harry looked, there were disconsolate and angry faces. The team themselves were slumped around the fire. All apart from Ron, from Ron who had not been seen since the end of the match. Nó không có cảm giác như thể là họ đã chiến thắng cái trận đấu một chút nào cả. At all, Đó, một chút nào cả hay là hề hey, không hề đi phủ định này. bất cứ nơi nào mà harry nhìn thì có những cái gương đều có những cái gương mặt giận dữ disconsolate consolate tức là cảm giác được an ủi disconsolate tức là kiểu như nó thế nào nó ngược lại nào nếu mà consolate đúng không bởi vì console mà ai đó tức là kiểu an ủi người ta thì đây coi là được cảm thấy an ủi này và nếu mà dis nó thì sao không được cảm thấy an ủi. Nói chung ăn happy đúng không? Mặt ừ, có thể coi là ăn happy đi. Cả đội này thì đang ngồi thụp xuống xung quanh đống lửa. Tất cả mọi người ngoại trừ Ron người mà không được nhìn thấy kể từ khi thời điểm kết thúc của trận đấu. Sao lại thị phi là sao? Không 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 thị phi là thế nào? Không phải Để nhớ cái gương mặt ở đây này. Tức là kiểu cảm giác nó rất là không được an ủi thì tức là tuyệt vọng đúng không hoặc là thất thần đúng không đấy cảm giác nó như thế slump nha tức là kiểu ngồi thụp xuống ngồi giống như kiểu là đang uh, con chó ấy đúng không các bạn thấy là con chó nó ngồi thụp xuống rồi ở nản 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 có thể coi thế apart from nha nó giống cái từ đó ngoại trừ ai đó besides except for đúng không uh, it's just so unfair said elisa numbly uh, từ từ numbly I mean, what about Craven and, and that blood girl, and that blood girl He hit after the whistle had been blown. Has she banned him? Quả thực nó chỉ đơn thuần là vô cùng không có công bằng. Elisa nói một cách từ từ Elisa này nói một cách nó 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 thất thần nha một cách nó thất thần bởi vì từ năm á từ năm á nó có là t cứng đó bị đơ thế thì lúc này tức là mặt của nó nhìn chằm chằm và ngọn lửa xong rồi nó nói đúng không mặt như kiểu là vô hồn rồi nhá năm có nghĩa là kiểu bị tê bị tê cứng ý của tớ là thế còn cái thằng Crab và cái quả bludger mà nó đã đánh ra sau khi tiếng còi được thổi thì sao nhỉ bà ấy có cấm nó không whistle tức là cái tiếng còi ừ, tiếng còi rồi clean, as a whistle, tức là không hề có tiền án tiền sự này, không hề có bất cứ một cái vết nhơ nào được chưa? không hề có tiếng xấu nào. Uh, no, said Ginny miserably, miserably. She and Hermione were sitting on either side of Harry. He just got lines. I heard Montag laughing about it uh, at dinner. Không, Ginny nói một cách vô cùng là khổ sở. Cô ấy và Hermione đang ngồi đối diện, đang ngồi ở hai phía bên của Harry. Kiểu mỗi tay một em đúng không? Tiếp, tiếp tiếp theo này nó chỉ phải chép phạt thôi em nghe thấy Montag cười về cái điều đấy ở bữa tối miserable nhá thì misery nó là cái từ khốn khổ sự khốn khổ và đây là tính từ của nó được đi theo dạng trạng từ tức là nói một cách khốn khổ lines dòng chép phạt ấy mà rồi uh, and bending Fred when he didn't do any anything uh, Said Alisa furiously pummeling her knee with her fist và cấm Fred khi mà cậu ấy không hề làm bất cứ cái điều gì thậm chí không hề làm bất cứ điều gì Alisa nói một cách rất là um, giận dữ này đấm vào cái đầu gối của mình với cái nắm đấm của cô ấy dịch phim dịch phim là bị uh, bị bản quyền lắm ơi nào fist nha, đấm nắm đấm đó nắm đấm còn pummel ấy nó có thể coi như cái trạng thái mà nó thụt thụt giảm rất là nhanh hoặc là kiểu bị thụt cống thì nếu mà đi về nắm đấm thì tức là đấm mạnh xuống đấm phụp xuống it's not my fault I didn't said Fred with a very ugly look on his face I would have pounded I would have pounded uh, I would have pounded the little scumbag to a pub if you three hadn't been holding me back nó không phải là lỗi của em đâu không phải là lỗi của em rằng là em đã không làm gì đâu. Fred nói này với một cái vẻ mặt vô cùng là xấu xí trên gương mặt của cậu ấy. Em đúng ra sẽ tẩn thằng từ từ. Em đúng ra sẽ tẩn hoặc là sẽ đánh cái thằng cặn bã đó như tử nếu như cả ba người không có giữ em lại. Cái từ peal đúng không? Tức là đập đập liên hồi đấy. Sum, uh, scum tức là cặn bã. Nhưng mà scumbag ấy chẳng qua coi nghĩa là kiểu một mớ cặn bã thôi. Ý của nó kiểu như là nói về người ấy, rác rưởi Và khi mà chúng ta gọi là beat somebody to a pub. Thì coi nghĩa là đánh như tử ai đó. Bởi vì cái từ pub này này hình như nó là mùn cưa thì phải. Đúng như kiểu đánh cho ra bã. Đó, mùn cưa thì tức là liên quan đến gỗ nhá. Đúng không? Bã gỗ ấy. Thì đấy các bạn sẽ hiểu là đánh ai đó ra bã. Đã. Như tử. Rồi Harry stared. Uh, miserably at the dark window, snow was falling. The snitch he had caught earlier was, was now zooming around and around the common room. Bột à? Có cái gỗ, ấy, nó gọi là gỗ hấp. À, thì anh nghĩ là gỗ, nếu mà gỗ kiểu liên quan đến đây này, đây nhá nó có những cái từ như kiểu lõi cây, gỗ, cục, bột nhão, bột giấy. Đấy, thì anh hay gọi đó là cái cái gì nhỉ cái mùn cưa ấy Đều mà kiểu liên quan đến cái gỗ đúng không đấy, gỗ mun cũng có một cái gọi là gỗ mun <laughs> thì đó nhá mình cứ liên tưởng đó là bã đấy, hoặc là kiểu cái chất nhão nhão ở trong gỗ ấy. rồi harry nhìn chằm chằm một cách vô cùng là khốn khổ ở cái cửa sổ tối om bên ngoài à, tuyết thì vẫn đang rơi Đấy, quả snitch mà cậu ấy đã bắt được từ trước đó thì bây giờ đang phóng xung quanh căn phòng sinh hoạt chung. Mọi người thì đang nhìn cái quá trình bay của nó như thể là bị thôi miên và cái con mèo crookshanks thì đang nhảy từ ghế này sang ghế khác cố gắng để mà bắt được cái quả bóng đấy. Progress, sự tiến bộ, đấy hoặc là kiểu như có thể coi như cái nước tiến, đấy, cái nước tiến, cái chu trình khi mà một thứ gì nó tiến lên, đúng không? Nó đi, đấy, nó di chuyển. Progress nhé. Rồi thế thì đấy Hypnotized Hypnotized Coi là bị thôi miên Cái từ này chắc là kiểu Bạn nào mà chơi game ấy Trong không Thấy nó khá là thường xuyên Lipping from chair to chair nha. Nhảy từ ghế này sang ghế khác này Catch bắt được một thứ gì đấy Thôi tôi đi ngủ đây Chào mọi người nhé I'm going to bed Rồi set Angelina này Getting slowly to her feet Đứng rất là chậm chậm Đứng dậy rất là chậm chậm để thôi nha mình am uh, going to bed đây, Right. nó đúng kiểu như thiên thời địa lợi đúng không thì đấy mọi người có thể lên uh, trang của mình ở trên uh, phở bò nhá theo dõi để cho mình sẽ có rất là nhiều những cái tips này về uh, kiến thức học này cũng như là phương pháp làm IELTS chuyên môn IELTS mà thế cho nên là các bạn có thể nếu mà tìm khóa học nhá online thì cũng có thể nhắn cho mình ở trên cái trang này uh, còn xem lại livestream thì lên đây thôi đúng không? đúng kiểu gọi là cái gì? The timing could not be right. right. Hypnotic coi là kiểu như mang tính chất thôi miên thôi, hoặc là một thứ gì ấy, nó gây mê quá. Ví dụ đi, mình bảo đấy là một cái cảnh. It's a hypnotic sight, Được không? A hypnotic, hypnotic sight. Một cái cảnh mà khiến cho chúng ta có thể coi như là kiểu như bị thôi miên, bị hấp hồn, nó đẹp quá hoặc là kiểu như ấn tượng quá. Nó là tính từ, tính từ. Cho em hỏi là để dự đoán writing task 2 quý 2 em thấy có ra rồi thì sao lại có thì sao lại forecast? Hả? Câu hỏi tức là thế nào cơ? Ờ, uh...